Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Diễn ra dịch Covid-19 rất là phức tạp trên địa bàn của cả nước, thì ở Yên Bái mặc dù là cũng khá là an toàn, tuy nhiên là bà con nơi đây vì trong dịch thì cũng rất là khó khăn, trở ngại trong cái việc thông thương buôn bán. Chính vì thế cho nên là khán giả của chúng tôi là anh chị Loan Mai ở Canada đã gửi một số tiền về để hỗ trợ cho bà con hộ nghèo ở nơi đây, với suất quà là 405.000 cho một suất quà, và có tất cả là 18 hộ, và một suất quà để dành tặng cho phường với số tiền là 1.100.000 đồng. Và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng với cả Trường Nguyễn và Lê Lê đi lên trên văn phòng để gặp gỡ bà con và sẽ trao quà cho bà con ở đây ạ. Xin chào bác, quan tâm của anh Trường
sẻ với các gia đình với sự khó khăn trong chương trình mà dịch của Covid chúng ta bùng phát, thế và có nhiều diễn biến phức tạp, cả về những khó khăn trong sự phát triển kinh tế, đặc biệt là các hộ gia đình thì chúng ta đang có công ăn việc làm, hiện nay cũng có công ăn việc làm đã khó khăn, chồng những khó khăn. Thế cũng trong cái niềm chia sẻ và cái sự hảo tâm và cái sự quan tâm kêu gọi của các cộng đồng của trong nước và ngoài nước, đặc biệt là những nhà hảo tâm như bác Trường, chị Quỳnh, có thể nói rằng thể hiện sự tính lá lành của mình đấy, tính truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta là chia sẻ và giúp đỡ nhau trong lúc hoàn cảnh lúc khó khăn, và tấm lòng của các đồng chí được tôi đánh giá cao và sự đoàn kết quý, cũng thay mặt cho các ủy chính quyền địa phương hôm nay xin được trân trọng cảm ơn anh và gia đình đã có sự quan tâm đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường, và chúng tôi thay mặt cho gia đình một lần xin trân trọng cảm ơn. Thế và với các ủy chính quyền địa phương chúng tôi hôm nay đánh giá rất cao và ghi nhận tấm lòng của các đồng chí của các bác anh các chị, nếu mà rất mong các bác anh các chị tiếp tục thể hiện tấm lòng cao cả của mình để cùng chung tay các thành phố bạn như là tỉnh Vĩnh Phúc để chia sẻ khó khăn của các hộ gia đình trên địa bàn để vượt qua cái đợt dịch Covid, thế và tiếp tục hòa nhập với cộng đồng để tạo cái cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Và tôi mong rằng các đồng chí vẫn là những trái tim nhân ái, những ý tưởng lý tưởng cao đẹp để tiếp tục cùng các địa phương khác chia sẻ và giúp cho Yên Bái làm tốt công tác để thể hiện sự quan tâm của các địa chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để giúp các hộ gia đình chúng ta để tiếp tục hòa nhập cộng đồng và chia sẻ để giúp cho bà con nhân dân vơi đi những vất vả khó khăn và những trận này. Hôm nay thì các địa chính quyền địa phương và chúng tôi ghi nhớ và ghi nhận biết ơn các đồng chí, và rất mong rằng các bác anh các chị tiếp tục sau này quan tâm địa phương và giúp cho địa phương nhiều hơn nữa. Tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn, xin chúc các bác anh các chị đồng chí lãnh đạo phương và các ông các bà về đây nhận được tấm quà để cùng chia sẻ khó khăn. Tôi là chị Nguyễn, xin kính chào bà con và các cô của phường Vĩnh Phúc mình. Rất cảm ơn anh Phó Bí Thư và đã có những lời chia sẻ đầu tiên chúng tôi. Tôi xin được đại diện cho anh chị Loan Mai ở Canada là một khán giả của bên chúng tôi, đó là bên Việt Nam Today đây. Tôi thì sống ở Hà Nội, nhưng mà thời gian lãnh dịch thì có nhiều thời gian để lên trên địa bàn nơi đây cũng có người thân ở đây. Do đó tôi đã tìm hiểu và biết rằng Yên Bái của chúng ta tuy may mắn là kiểm soát được dịch Covid rất là tốt, nhưng mà đời sống của bà con thì có nhiều khó khăn. Cụ thể là tôi đã đi rất nhiều những cái vùng quê như là vùng Căng Chải, Trạm Tấu để giúp đỡ vận động các khán giả của chúng tôi giúp đỡ cho bà con. Nhưng mà khi nhìn lại ở ngay tại thành phố Yên Bái này có rất nhiều những cái hộ nghèo khó khăn, bởi vì đời sống kinh tế khi mà dịch nó diễn ra rất là phức tạp trong vòng 2 năm qua và gần đây nữa thì nó lại càng khó khăn hơn. Cho nên chúng tôi đã vận động và chị Loan Mai đã giúp cho bà con một món quà nay, tuy là không nhiều nhưng mà nói lên được cái tấm lòng của kiều bào của chúng ta ở nước ngoài. Giống như là anh Phó Bí Thư cũng nói là chúng tôi cũng sẽ mong muốn là qua cái việc làm này thì chúng tôi cũng sẽ vận động được nhiều hơn để mà cùng đồng hành với lại các cán bộ của phường Vĩnh Phúc sẽ làm một số những công việc để giúp đỡ cho bà con trong thời gian tới. Và tôi cũng đã có thời gian nói chuyện với lại anh Chủ tịch Ngọc cũng như là Sơn đó của mình của phường, là chúng tôi cũng rất là mong muốn có nhiều cái tìm hiểu và
gần gũi hơn với bà con trong thời gian sắp tới, và rất là mong muốn rằng chúng ta sẽ có được cái sự bình yên để khi mà cái đại dịch Covid này nó được lắng đọng xuống, thì tôi thấy là đời sống ở Yên Bái rất là thoải mái, bình yên, vì rất còn nhiều, và có thể nói là nó là một cái điểm dừng hết sức là tuyệt vời cho du khách và cho những người bạn bè, những kiều bào của chúng ta ở nước ngoài khi tìm về Yên Bái. Tôi tin rằng bà con chúng ta vượt qua được cái đại dịch này thì cuộc sống nó càng ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn các cán bộ của phường và cảm ơn bà con đã có mặt ngày hôm nay để đón nhận cái món quà này, và xin chúc cho sức khỏe bà con được rất là bình yên, và giống như là chúng ta đang có một quy định mình cố gắng bó cục nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn nữa, và xin chúc quý kiến của chị Phó Bí thư Thường trực và cũng nên tạo ý kiến của anh Trường chia sẻ với bà con cùng thúc mong rằng thời gian tới thì anh Trường cũng là cùng với các gia đình cảm ơn cùng với phường cũng giúp đỡ nhiều hơn một số khó khăn của phường. Tiếp theo chương trình thì xin mời anh Trường cùng với chị Quỳnh cùng với đồng chí Phó Bí thư Thường trực sẽ lên trao quà cho các hộ để báo cáo và là các đồng chí là tại có 18 suất, tuy nhiên là quản có để ở dưới, chúng tôi đã diện 5 hộ lên nhận ở bên này, đâu là những người hộ đã ghi nhận, tôi sẽ phát quà ở dưới này. Sau đây xin mời 5 bác ở đầu người phòng ghế được tiện, tôi có thể kiến với cô. Thank you.
không có gì ạ, cảm ơn anh. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngợi.